Nhất niên ngày dỗ tổ tiên, họ tộc mà con cháu ơi lên đài dâng hương. Con dâng lên bái yết tổ tiên, ý à ơi à. Con dâng lên nghe bái yết tổ tiên, ông bà nội ngoại cùng là tứ thân, bà tổ cô ông mãnh xa gần đều là hệ thống tình thân, họ nhà họ tộc con thiệt lễ tình tộc con thiết lễ tình khao, kính mời tiên tổ hồi hương nay giáng đàn, ơn tổ tiên trồng cây gây hạt tư đường ta ngào ngạt hương hoa, hôm nay con cháu gần xa đi. Ngày hôm nay con cháu gần xa về đây sum họp một nhà đông vui, ơn tổ tiên như trời như bể mở ra đường, thế hệ mai sau hôm nay phấn khởi bội phần, cháu con họ tộc quây quần bên nhau ai. Lòng thành ghi nhớ trước sau cội nguồn tôn kính đượm màu thiêng liêng, dòng gia phả đời đời nối tiếp chữ thánh hiền, chọn đạo tối linh anh em cùng tổ sinh ra coi nhau như thể một nhà này mới vui. Tổ sinh ra coi nhau như thể một nhà mới vui, cùng hòa thuận nghề trước nghe sau vui vẻ lúc hiền vinh, san sẻ cho nhau anh em nhường dưới kinh trên, hiếu đi với đức nghe bảo nhau ta giữ gìn. Một lòng nhường dưới kính trên, sướng vui cùng hưởng lo buồn chịu chung, yêu nghĩa tâm muôn đời nhớ mãi, cho cháu con được hưởng vinh hoa ơn nhờ hồng phúc của ông cha.
cháu con phấn khởi câu ca này thì mời tiên tổ ngự đồng chứng giám phù ngộ cho dòng họ vẻ vang trẻ già trai gái hân hoan lộc tài phú quý vinh hoa mới thọ trường. Nay tự hào tổ tộc họ ta cùng nhau gìn giữ quốc gia muôn đời, dòng họ ta xanh tươi mãi mãi đời nối đời, ta phải ghi sâu nhớ câu bạch điều phi xào trăm khe ngàn suối dồn vào một thì sống thì ai. Kính thưa các vị đại biểu, các cụ kỳ giáo và các thành viên trong họ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các cụ kỳ giáo, ban kinh tiết toàn họ, các cảnh, các chi, đội tế, nam quan, nữ quan và các thành viên trong họ đã về dự đông đủ trong buổi lễ, đề nghị chúng ta niềm nhiệt chúc mừng. Kính thưa các vị đại biểu, năm nay là năm thứ hai toàn họ chúng ta tổ chức lễ tế tổ với quy mô lớn toàn tập. Trong hai năm qua, họ cùng chúng ta đã làm được nhiều việc lớn, kiện toàn bổ sung quan kế tiếp của dòng họ, bổ sung các quan, các cảnh, các nhà thờ, cảnh chi nhưng đều tuân thủ theo hoạt động điều hành của toàn họ và các cảnh. Điều đặc biệt là họ cùng chúng ta đã tổ chức lễ đón nhận danh nhân văn hóa lớn quốc Trạng Nguyên cùng các quan được tập thể, được các cấp lãnh đạo huyện và các địa phương ghi nhận đánh giá, được các dòng họ trong và ngoài xã cảm nhận. Các thành viên trong họ cũng cảm thấy tự hào và phấn khởi. Để báo công với tổ tiên, chính thức buổi lễ đi vào làm việc, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phùng Hữu Toản, Phó trưởng ban kinh tiết, họ Phùng là người gì nên khai mạc buổi lễ, xin kính mời ông. Kính chào anh linh tiên tổ, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ tùy lão, thái lão cùng toàn thể các bác, các chú, anh chị em, con cháu đại diện cho các cảnh, các chi phái trong họ về dự ngày dỗ tổ, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công đức đối với tiên tổ. Hôm nay ngày 30 và ngày mai là ngày 31 tháng 1 năm 2018, tức là ngày 14 và ngày 15 tháng Chạp năm Đinh Dậu, hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi cùng toàn đảng toàn dân cả nước chuẩn bị kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chuẩn bị đón xuân mới, đón Tết Mậu Tuất, Tết cổ truyền của dân tộc, được sự nhất trí của các cụ kỳ lão, ban thánh tiết phụng tộc làng Hoàng Nhị tiến hành long trọng tổ chức lễ dỗ Đức Thủy Tổ. Người có công khai đinh thiết ấp lập làng Hoàng Nhị và sinh thành ra các vị tiên tổ của bốn cành để có các thế hệ con cháu chúng ta ngày nay. Theo chương trình, giờ này các đại biểu đại diện cho các cành, các chi phái đã tề tựu đông đủ trước bái đường cùng đoàn tế nam quan nữ quan của họ để tổ chức tuần tế cáo tị tổ. Thay mặt ban thánh tiết của họ, tôi xin phép được gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ kỳ thái lão cùng toàn thể các thành viên trong họ lời kính chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Sau đây tôi xin kính mời một đại biểu trong họ nên dâng tấm lễ trước án tiền. Thank you.
việc phải làm, nhất là về mặt lễ nghi tế tự, gia phả từ đường, phần mộ vân vân. Do đó việc họ rất dễ và cũng rất khó. Dễ vì bất cứ ai không kể sang hèn, giàu nghèo, già trẻ, trình độ chính trị, văn hóa cao hay thấp, chính kiến, quan điểm hay dở, ai có lòng thành kính tổ tiên, chăm lo họ hàng đều làm được. Khó vì muốn họ hàng ngày càng thịt vượng, gắn bó đùm bọc nhau, muốn động viên toàn bộ con cháu trong họ chung sức chung lòng, thì người chăm lo việc họ phải có đủ bốn yếu tố, đó là tâm, trí, lực, tài. Trong bốn yếu tố trên thì tâm là chính. Nói chung việc họ rất phức tạp, muôn hình muôn vẻ. Vì tộc là tình, chẳng có quyền lực nào áp đặt, gò ép mọi người trong họ phải tuân theo. Lo việc tổ tiên là hoàn toàn tự nguyện, chẳng đợi ai giao. Chỉ có con tim khối óc mình làm tốt, không có huân chương, không được đãi ngộ, nhưng làm sai, làm hỏng việc, làm tổn thương tình cảm thì dễ bị khiển trách. Muốn tỏ lòng thành kính tổ tiên, trước hết phải thương yêu, đoàn kết giữa các cành, các chi phái trong họ, giữa các thành viên trong họ. Trong thời gian vừa qua, trong họ chúng ta đã có nhiều việc làm có ý nghĩa và nghĩa cử cao đẹp, kính dâng lên tiên tổ. Đó là trong họ đã tiến hành tổ chức hội nghị toàn tộc ngày 16 tháng 7 năm 2017, tức ngày 23 tháng 6 năm Đinh Dậu. Thành phần gồm tất cả các cụ kỳ thái lão trong họ, các đại biểu đại diện cho bốn cành, các chi phái trong họ đã đoàn kết nhất trí sáng suốt lựa chọn bầu 21 đại biểu vào ban thánh thiết của toàn tộc để điều hành công việc chung của họ. Trong đó đã cử ra một trưởng ban, 5 phó ban và 15 ủy viên. Sau khi ban thánh tiết của họ được kiện toàn, đã nhanh chóng tổ chức thành công lễ đón nhận chân dung danh nhân văn hóa Ngưỡng Quốc Trạng Nguyên Phùng Khắc Khoan do ban liên lạc họ Phùng Việt Nam trao tặng, được đông đảo dư luận trong họ, ngoài họ và các tổ chức xã hội đánh giá cao và hết sức ca ngợi. Thời gian vừa qua, trong họ vẫn tiếp tục làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài và tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương của trong họ. Nhân ngày dỗ tổ với tấm lòng thành kính tổ tiên, tôi xin được thắp nén tâm nhang kính cầu mong tổ tiên phù hộ độ trì cho các vong linh cụ kính ông bà của các cành, các chi phái trong họ được siêu linh thịnh độ, phù hộ độ trì cho con cháu trong dòng họ già mạnh khỏe, trẻ bình an, gia đình ấm no hạnh phúc, góp phần xây dựng dòng họ quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Năm cũ đã chuẩn bị đã qua, năm mới Mậu Tuất sắp tới, thay mặt ban thánh tiết một lần nữa chúng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các cụ kỳ thái lão, các chú các bác cùng tất cả các thành viên của họ mạnh khỏe hạnh phúc. Với niềm tin mới, khí thế mới, tôi xin tuyên bố tuần tế nhập tịch cáo thị tổ bắt đầu. Xin mời các đại biểu trong họ đã được trong họ phân công về vị trí để hành lễ. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa anh linh chư vị thần tổ, tuần tế của chúng con cháu trong dòng tộc xin được bắt đầu. Bài ban ban tế chính chính có tai nhiều
Thank you.
Phong giá ngã công tử ngã phúc
tám ma tiêu bất ngã vũ
Thank you.
Thank you.
Thank you.
nhau mà đốt. Rất là may nó vừa kịp từ ngày hôm nay. Tuần tế nam quan của họ đến đây được chu viên hoàn tất. Thay mặt cho đoàn tế xin cảm ơn ban tổ chức, ban nhạc kinh cùng các đại biểu con cháu trong họ giúp đỡ cho đoàn tế được năm trọng. Xin chân thành cảm ơn.